Chuyện mua thực phẩm rồi gặp những cảnh kinh dị bên trong không còn xa lạ gì với nhiều cư dân mạng. Như mới đây, một tài khoản TikTok đăng video chia sẻ cảnh tượng hải hùng bên trong miếng thịt lợn, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem và cả ngàn bình luận xôn xao. Trong clip, có thể thấy người này cắt đôi miếng thịt, sau đó phát hiện những đốm màu trắng nổi lên trông cứ như cục mỡ. Tuy nhiên khi dùng tay nặn ra, bên trong đó là thứ chất nhầy màu trắng trông khá kinh dị. Cảnh trên nhanh chóng khiến nhiều người liên tưởng đến các video nặn mụn mà ta thường thấy trên mạng xã hội. Số khác thì để lại vô vàn ý kiến về hiện tượng lạ này. Nay gọi là áp xe, nó nôm na là vị trí tiêm thuốc và con heo nhưng chưa tan nên thuốc bị động lại, làm thối thịt tại chỗ đó. Nay là heo bị mụn bọc, bạn nặn ra giúp nó xong, bôi thêm kem dưỡng làm miếng thịt đẹp lại ngay ấy mà, một số cư dân mạng bình luận suy đoán. Hiện tại, đoạn clip vẫn gây xôn xao cả cõi mạng, thu hút rất nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.